Hôm qua ngày 21 tháng 10, cầu thủ Bùi Tiến Dũng cùng cung phi là Khánh Linh đã sung sướng và hạnh phúc chào đón của con gái đầu lòng là bé bỏng Susie. Cách đây ít giờ, cung phi của chàng tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên về con mình trên trang cá nhân. 13 giờ 20 ngày 21 tháng 10 năm 2019, chào mừng con gái yêu Susie đã đến với bố mẹ, Khánh Linh chia sẻ. Trong ảnh, Bùi Tiến Dũng hạnh phúc khẽ hôn cô con gái nhỏ. Hình ảnh rất giản dị nhưng khiến ai cũng thấy rất ấm áp. Hiện tại, dân tình không dứt thả tim và gửi những lời chúc mừng đến đôi cung phi chồng trẻ. Bùi Tiến Dũng chính là chàng cầu thủ số hưởng nhất trong năm 2019 vì đầu năm đã rước được người chơi gái Khánh Linh về nhà trong một lễ đám hỏi hoành tráng. Sau đó, Khánh Linh cũng đã tiết lộ cặp đôi này đã có tin vui và cả hai sẽ sớm lên chức bố mẹ khiến ai cũng ngóng chờ. Sự ngọt ngào, lãng mạn của cả hai cũng khiến dân tình không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. Khánh Linh khoe ảnh ông bố trẻ con cách đây không lâu. Cặp đôi luôn dành cho nhau nhiều điều ngọt ngào, lãng mạn. Họ đã tổ chức lễ ăn hỏi.